nó ra nhiều chưa hay mới nhú à? Thôi ơi, bông lưỡi hổ nó ra giống gì? À, cái bông này con thấy rồi, ở trong chùa Phật đất á, nó ra bông y vậy nè, cái loại cây đó đó, cái loại cây này nè, nó ra bông y vậy luôn nè, Nở ra đẹp không? nó cứ như vậy thôi mà, thấy đâu thấy nở nhiều đâu. Bà nào? Bông lưỡi hổ ra bông, cái cây lưỡi hổ, cái bông lưỡi hổ. Nè, mày nhớ cái bông này ở trong chùa Phật đất không? Không biết lâu rồi. Đang nóng đang để đó. Ồ, bông thọ này là ra Tết là ok luôn nè. Ồ, của búp nè. Búp thấy mê luôn. Nay còn 20 ngày nữa là Tết là ra ngay Tết luôn á. Mê luôn à. Ông này trồng ngay Tết luôn nè, y xì. Giờ ở dưới nhiêu rồi, nhìn lịch coi. Ở dưới nhiêu rồi? À, nay 15 hả? Rồi, giờ 15 ngày mới Tết rồi nè. Mai nè, bông hồng, hồng vàng. Mai vàng, bông hồng vàng. Cây lan nè, cây lan này nở tét le hết rồi, trời ơi héo luôn rồi. Sứ nè. Năm nay là có bông để sống ảo rồi đó. Bông mai cũng có bông có ai ấy hết à. Đó, đi.